Rồi hello, chúc anh em ngày mới tốt lành nha. Thì hôm nay lại tiếp tục chia sẻ cái kinh nghiệm chăn nuôi gà nha anh em. Đó. Thì hôm gà có một số anh em nha, nhắn tin cho mình nói hỏi cái con gà nó thường cắn người, mổ đá người nha. Thì nó hay hay dở. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì gặp cái tình trạng này á thì anh em mình sẽ tìm cách khắc phục và có hỏi Hải ha, cách khắc phục như thế nào. Đó. Thì ở đây mình lý giải cũng đơn giản thôi nha anh em. Cái con gà nó có cái tập tính là bảo vệ và giữ gìn lãnh thổ của nó nha. Nếu anh em mình mà thả một con gà đi ra ở ngoài cái khu vực rộng trống ha thì không nói gì, hoặc là những cái con mà anh em mình mới bắt ở ngoài vườn vô chuẩn bị vô chuồng một thì cũng bình thường không nói gì ha. Nhưng mà một khi anh em mình đem vô trong chuồng một một thời gian rồi đó ha thì cũng tùy theo con nha anh em, đâu đó 20-30 con phải có 1-2 con trong đó. Khi mình đưa vô chuồng một rồi nó quen ở trong cái chuồng một đó rồi mà anh em mình vô trong đó, đó anh em mình bợ vô mà ôm nó ra tắm rửa cho ăn cho uống hoặc là vô mồi đó, thì có những con mình vô mồi bình thường là có những con mình mới mở cửa ra là giết mình liền đó. Đó là những cái con nó có cái tập tính là bảo vệ lãnh thổ cao thì nó xử mình ngay, nhưng mà thả ra ngoài thì nó im ru, nó thả mở cửa chuồng đừng đụng gì tới nó, thả đại ấy, thì nó im ru ra. Rồi tới đây thì mình trả lời câu hỏi mà anh em thường thắc mắc nè, là cái con gà nó cắn người nó đá người là cái con gà hay hay dở nha. Thì ở đây nó có hai trường hợp nha anh em mình để ý, tại vì Hải ở đây Hải nuôi gà nhiều và có để ý rồi và trải qua cái kinh nghiệm rồi nha. Đó, tại vì mình có ôm những cái con đó đi giao lưu nên mình mới biết là những cái con gà thường nó sử dụng mỏ, nó mổ cắn mình nhiều nha rồi nó mới đá, là những cái con gà đó là những con gà dở và thường nó không mai độn anh em. Thường mình gọi con gà đó là những cái con gà chó, tại vì con gà chó nó mới cắn người, con chó nó mới cắn nha chứ con gà nó rất ít khi cắn, con gà là phải đá. Và những cái con gà mà nó cứ đứng đằng xa nó gình 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 đó, nó vô nó nung 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 mình là nó vô chân liền, nó không cắn anh em. Nó là những cái con gà đá người, đó là những con gà hay. Còn những cái con mà chuyên môn dùng mỏ cắn là những con gà giỏi, anh em mình để ý chỗ này. Rồi thì trước khi mình đi qua cái phương pháp khắc phục thì hãy chia sẻ với anh em mình một số cái yếu tố nha, đặc biệt ở đây là một số hành động như là con gà nó cắn mổ mình rồi mình nóng giận nó, lúc đó, đó mình ra đòn lại nha thì không nên, cái đó mình làm những gà nó quạo thêm là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là con gà nó cắn mổ mình, nó tấn công mình đó, thì mình cứ dê dê mình sợ hệt hoài ha thì gà làm tới. Cho nên anh em mình muốn xử lý cái tình trạng này, đặc biệt là cái lúc tắm rửa gà và cho ăn nha, thì anh em mình mặc cái áo tay dài cái đi đó, rồi mang vô cái bao tay, áo tay dài mà nó dày chút nha anh em, áo gió cũng được đó. Thì ở đây mình làm gì đó đó, mình thọt cho mình bợ thì nó vẫn là khi một khi mình thọt vô nha, mà thọt cái tay trên bạo lường đó thì nó làm bạch 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 liền à, nhưng có một cái rồi nó cắn mổ luôn nha, mà nó cắn vô cái tay áo không sao chân à, không có sạch không có chạy chùa, bữa nào ẩu ẩu thì tay không đó, không có mặc áo dài thì vô xúc luôn. Nhưng mà anh em mình bình tĩnh, không có mà nhút nhát và cũng không có những hành động thô bạo nha đó, bình tĩnh mày cứ làm gì làm, tay tao cứ gồng không sao hết ha. Hoặc là anh em mình vừa mở cửa chuồng ra là trên tay cầm một nắm thức ăn liền đó, cho nó mổ liền nha, nó ăn liền, nó ăn thức ăn liền, rồi từ từ nó sẽ quen nha. Hoặc là anh em mình đem con gà đó mình đi tắm rửa đàng hoàng rồi mình vẫn còn ôm nó vô vuốt ve chút xíu, cái tay của mình á xe hai bên cái tích đó, nó xe hai bên tích đó, thường thường á con gà nó hung hăng á, nó nhốt nhát rồi này kia ha, thì mình là xe hai bên tích đó, nó bình tĩnh ổn định lên nha anh em. Rồi bên cạnh đó thì anh em mình nên kết hợp với thuốc nha, là cho nó một uống một viên B1 vào buổi sáng sau khi anh em mình tắm rửa gà xong rồi đem ra phơi nắng á, thì cho nó uống một viên B1. Thì cái B1 này nó giúp con gà mình nó tiêu hóa tốt, nó ăn nhiều, bên cạnh đó thì nó ổn định thần kinh cho con gà nha anh em, nó bình tĩnh lại, nó tâm lý nó không còn căng thẳng nữa. Thì anh em mình á cứ bình tĩnh với con gà thì con gà từ từ nó sẽ bình tĩnh lại với mình nha, chứ anh em mình á là 1-2 ngày chưa thành công thì bỏ thì cũng phí nha đó. Rồi quan trọng cái nữa là sau khi tắm ôm gà rồi đó, cái video trước mình cũng nói là ôm con gà thảy thiệt cao lên rồi lại bắt nó nữa rồi thả lên thiệt cao lên nha, vừa tập lực mà cũng vừa tập cho con gà nó dạng với mình nha anh em. Rồi tới đây thì hãy chúc anh em mình xử lý cái con gà mà cắn mổ người thành công nha. Rồi tạm biệt anh em.